À, em ha, đây cái gọi là cái gì anh quên mất tên rồi nè, fill up nè, fill up nè, cái này tặng kèm cái giỏ của nó luôn nè ha. Cái này là kiểu như gọi là cái gì free life đúng không? Đó, anh tính mua về anh chơi đó, nhưng mà cái thời gian bận quá rồi không có việc để chơi cái con này. Đó, có bánh phản quang ha, em chơi đây với tốc độ thì nó lên ha, lâu quá rồi không có để không đây. Hàng có tem niêm yếu đàng hoàng, không có hàng tào lao nè, có bảng tên nè, bảng tên chống tem chính hãng nè đó, không thời gian ha. Anh nhập về là anh chủ yếu chơi, còn cái này là cái bánh của nó nhiều người không lấy nhưng mà mua lại rất là mắc ha. Cái này nó tặng kèm luôn là nguyên bộ nè, còn cái này là cái phần trên đế chạc nè, nếu mà bị nói chung là bị hư hay gì em có thể thay thêm một bộ nè, nó gửi tặng kèm luôn một bộ miếng nè ha. Rồi ok ha, giá anh lấy là giá coi như là hoàn vốn thôi chứ cũng cả có lời giết gì anh em, thậm chí lộ phí vận chuyển đó. Rồi đó là bán 1 triệu, bây giờ anh thanh lý 800 ngàn đó, ai lấy được lấy ha, không có bậy bạ đâu. Nói chung là rất là hay nè, các bạn không?